Sau thời gian kiểm tra tình hình sử dụng nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước, từ năm 2018 đến hết quý 3 năm nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã thu hồi 188 căn hộ. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân thành phố đã bổ sung quỹ nhà ở để bố trí lại cho các trường hợp đúng đối tượng. Trước đó, việc quản lý nhà ở xã hội tại Đà Nẵng còn nhiều bất cập, tạo ra sự bất bình đẳng giữa các đối tượng được hưởng thụ. Các căn hộ vi phạm chủ yếu thuộc diện được cấp rồi chuyển đổi tên, cho thuê, cho ở nhờ, tự ý thay đổi công năng, không ít người dù có điều kiện vẫn chiếm dụng nhà ở xã hội. Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu Sở Xây dựng thường xuyên kiểm tra và chỉ đạo Trung tâm quản lý khai thác nhà kịp thời nhắc nhở các trường hợp không ở thường xuyên và xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm.